Thọ Xuân, nơi khí thiêng tụ hội tạo nên địa linh trời đất giao hòa, sản sinh nhân kiệt. Trong lịch sử, Thọ Xuân là quê hương của không ít vĩ nhân lẫy lừng, trong đó có Lê Lợi, Lê Thái Tổ, anh hùng giải phóng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn huyền thoại, lật đổ ách đô hộ của nhà Minh, xây dựng nền thái bình thịnh trị cho dân tộc. 605 năm trôi qua kể từ ngày Lê Lợi, Lê Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa, hào khí Lam Sơn vẫn còn đó như dấu son rực rỡ, minh chứng hùng hồn cho truyền thống yêu nước bất diệt, tinh thần tự lập tự cường của dân tộc Việt Nam. Ngọn núi thiêng Lam Sơn nằm bên bờ sông Chu là đất phát tích của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Vương triều Hậu Lê. Chuyện xưa kể lại, cụ tăng tổ của Lê Lợi là Lê Hối, vốn người huyện Nga Lạc, nay là huyện Ngọc Lặc. Một hôm Ngao Du Sơn Thủy đến đây, thấy chim chóc tụ họp, cho rằng chỗ này đất tốt nên rời nhà đến ở. Kể từ đó, con cháu ngày một đông, tôi tớ ngày càng nhiều. Lê Lợi là hậu duệ đời thứ tư của Lê Hối. Ông chào đời năm Ất Sửu 1385 tại quê mẹ, xã Xuân Thắng. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất hơn người, miệng rộng, trán cao, bước đi như hổ. Khi Lê Lợi đến tuổi trưởng thành, cũng là lúc đất nước rơi vào cảnh loạn lạc. Năm 1400, Hồ Quý Ly đoạt ngôi nhà Trần, xây dựng Vương Triều Hồ rồi đặt tên nước là Đại Ngu. Khi nhà Minh xâm lược nước ta, Triều Hồ non trẻ không tập hợp được lòng dân nên đã nhanh chóng thất bại trong cuộc kháng chiến chống ngoại bang. Đất nước ta thêm một lần nữa rơi vào ách đô hộ của phương Bắc. Chúng ta biết là nhà Minh ấy là thắng nhà Hồ vào năm 407. Nhưng mà không phải ngay lúc đầu nhà Minh đã thiết lập được cái bộ máy cai trị ở Đại Việt đâu. Mà ngay sau đấy thì rất nhiều cuộc khởi nghĩa, rất nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân ta đứng lên chống lại quân xâm lược Minh. Mà tiêu biểu nhất là hai cuộc kháng chiến của nhà Hậu Trần, là Trần Quý Khoáng và Trần Ngỗ sau đấy. Tất nhiên là hai cuộc kháng chiến này cũng như một số cuộc khởi nghĩa ấy, thì đến năm 1413 thì thất bại. Thì nhà Minh bắt đầu có thể nói là từ năm 1414 thì mới đầu đặt được cái ách cai trị lên đất nước Đại Việt. Đầu cái thế kỷ thứ 15, khi mà sau cái cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, thì phải nói là nước ta đã bị cái ách đô hộ của nhà Minh ấy. Phải nói là đấy là một cái ách đô hộ dã man, tàn bạo và có thể nói là cực kỳ nguy hiểm ở trong cái lịch sử nước ta. Nguyễn Trãi đã nói là tát cạn nước Đông Hải không rửa sạch tanh hôi, chặt hết trúc Lam Sơn, khó ghi đầy tội ác. Với lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc, mùa đông năm 1416, khi mới ngoài 30 tuổi, Lê Lợi đã cùng 18 bằng hữu lập ra hội thể Lũng Nhai, cùng nhau tuyên thệ, có kẻ bằng đảng xâm chiếm nước ta, nên Lê Lợi cùng Lê Lai đến chương chiến. 19 người chung sức đồng lòng, gìn giữ đất nước, làm cho xóm làng được ăn ở bình yên. Kể từ đó, các anh hùng Lũng Nhai gấp rút chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh. Hội thảo khoa học gần đây ấy, thì đã xác định một cái chắc chắn, tức là hội thề Lũng Nhai đã được tổ chức trên cái đỉnh núi Bù Mé là ở Thường Xuân, nay là xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Và những người tham gia cuộc hội thề đấy, ngoài Lê Lợi ra thì có Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, rồi là Lê Văn Linh, Lê Văn An, tức là Bùi Quốc Hưng, 19 vị anh hùng. Và qua thống kê 8 cái bản văn thề của hội thề Lũng Nhai ấy, thì hiện nay chúng ta đã xác định được danh tính cụ thể rõ ràng của từng vị tham gia hội thề Lũng Nhai. Khi điều kiện đã chín mùi, ngày 7 tháng 2 năm 1418, tức ngày 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Lê Lợi giấy binh trên đất Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, chính thức phát động cuộc chiến chống giặc Minh, truyền hình đi khắp mọi nơi kêu gọi nhân dân cùng đứng lên chống giặc. Ngày 2 Tết năm ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như mốc son khởi đầu cho cuộc kháng chiến thần thánh kéo dài suốt 10 năm.
Lam Sơn tụ nghĩa, Lam Sơn giấy nghiệp, Lam Sơn phát tích. Đấy là một loạt những thuật ngữ đã được phát biểu, đã được lưu hành để nói về một miền trung du. Trên thì nối tiếp thượng du, dưới thì mở ra hạ du, đồng bằng ven biển. Đấy chính là cái nhân lõi mà là cái linh tụ của cái xứ Thanh. Chính từ cái miền địa linh ấy mà chúng ta có nhân kiệt là Lê Lợi. Giai đoạn đầu tiên từ năm 1418 đến năm 1424, Nghĩa quân hoạt động ở vùng rừng núi Thanh Hóa. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc khởi nghĩa. Lực lượng Nghĩa quân Lam Sơn chỉ còn vài ngàn người, thiếu thốn trăm bề, lại bị giặc đàn áp giáo giết. Quân Minh vây đánh nhiều trận khiến Nghĩa quân phải 3 lần rút lui lên núi Chí Linh vào các năm 1418, 1419 và 1422. Tháng 4 âm lịch năm 1418, trong lần đầu tiên Nghĩa quân rút lên núi Chí Linh, giặc Minh vây giáp gắt gao, quân tướng hét lương tiến thoái lưỡng nan, tình thế vô cùng nguy cấp. Lê Lai, một trong số 18 bằng hữu của Lê Lợi, đã tình nguyện đóng xả làm chủ soái Lê Lợi, dẫn theo 500 quân cảm tử khiêu chiến với giặc Minh. Ông bị giặc bắt và sau đó hy sinh anh dũng. Quân Minh tưởng đã bắt được Lê Lợi nên nới lỏng phòng bị. Nghĩa quân Lam Sơn nhờ đó có điều kiện thoát khỏi vòng vây, chờ thời cơ gây dựng lại lực lượng. Trong thời khắc nguy nan nhất của cuộc kháng chiến, Nghĩa quân Lam Sơn đã được nhân dân hết lòng bảo vệ và giúp sức. Núi Lam Sơn, nơi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, còn có tên gọi là Núi Sầu. Tên gọi ấy bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động. Tương truyền ngày ấy, Nghĩa quân bị địch bao vây, cô lập trên đỉnh núi. Có người đàn bà bán dầu, ngày ngày vẫn vượt qua nguy hiểm, đem dầu và lương thực lên tiếp viện cho Nghĩa quân. Sau này, bà bị giặc bắt, dù bị tra khảo thế nào, bà cũng nhất định không chịu khai nơi ẩn náu của Nghĩa quân. Không khuất phục được người phụ nữ kiên trung ấy, quân Minh đem bà ra hành hình. Bình Định Vương Lê Lợi biết chuyện, vô cùng cảm động, sai quân tìm xác bà đem về táng tại núi Lam Sơn và đặt tên cho ngọn núi ấy là Núi Dầu. Những câu chuyện về bà hàng dầu, cô gái hóa hổ ly cứu Lê Lợi, vợ chồng ông bà lão nghèo làm cơm đãi quân sĩ, phần nào cho thấy cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những buổi ban đầu đã được nhân dân hết lòng ủng hộ và theo giúp. Thời kỳ đầu thế kỷ thứ 15 đấy là theo cái nghiên cứu thì có thể nói đây là cái thời kỳ mà dân tộc chúng ta đã hình thành và đã khẳng định với tư cách là một dân tộc theo một cái định nghĩa chuẩn của quốc tế đấy chứ không phải. Cho nên đấy cũng chính là một cái điều kiện để chúng ta có thể hội tụ được cái lực lượng của toàn dân tham gia kháng chiến, tham gia cái cuộc khởi nghĩa. Và phải nói là chính vì thế đấy mà Thanh Hóa đấy trở thành ra một cái nơi đấy có đủ điều kiện để mà xây dựng một cái căn cứ khởi nghĩa thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Và mặc nhiên đấy, cái yếu tố nhân hòa, cái vai trò của nhân dân Thanh Hóa đấy có thể nói là có cái vai trò quyết định nhất. Không chỉ là nơi đây là cái nơi mà sản sinh ra đại anh hùng dân tộc Lê Lợi đâu, mà còn là cái nơi mà Lê Lợi có đủ điều kiện để mà tập hợp cái lực lượng toàn dân, trong đó đầu tiên và trước nhất đấy phải là nhân dân Thanh Hóa. Năm 1424, theo kế của Nguyễn Trích, Lê Lợi quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. Đây được xem là bước ngoặt chiến thuật quan trọng của Nghĩa quân Lam Sơn. Từ khi vào Nghệ An, quân Lam Sơn đánh đâu thắng đó, liên tiếp chiếm các thành trì của địch. Tháng 10 năm 1425, Nghĩa quân đã làm chủ một phần rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân. Chúng ta biết Nguyễn Trích đã từng xây dựng cái lực lượng để chống quân Minh từ năm 1412. Ông sử dụng hai cái ngọn núi Hoàng và Ngưu làm căn cứ. Và sau này khi mà nghiên cứu thì các nhà sử học, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm được rất nhiều dấu vết ở hai cái núi này, tức là căn cứ khởi nghĩa Nguyễn Trích. Mà người ta cho rằng đến khoảng năm 1420 thì Nguyễn Trích đem toàn bộ cái lực lượng của mình theo về với Lê Lợi và ông trở thành một trong những cái tướng trụ cột của Lê Lợi.
tháng 8 năm 1426, nhận thấy lực lượng đủ mạnh, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định bắc tiến với 3 đạo quân. Đạo quân thứ nhất tiến ra phía Tây Bắc, chặn quân cứu viện của địch từ Vân Nam sang. Đạo thứ hai giải phóng hạ lưu sông Hồng và chặn đường rút lui của địch từ Nghệ An về Đông Quan, đồng thời chặn viện binh từ Quảng Tây sang. Đạo thứ ba tiến thẳng về Đông Quan, được sự ủng hộ của nhân dân, nghĩa quân giành thắng lợi liên tiếp. Trước tình thế ấy, nhà Minh vội vã cử quân sang tiếp viện. Năm 1426, viện binh của nhà Minh do Vương Thông chỉ huy ồ ạt tiến vào nước ta. Nghĩa quân Nam Sơn bảy binh bố trận mai phục địch ở Tốt Động, Trúc Động. Quân Minh lọt hẳn vào vị trí phục kích, bị nghĩa quân đánh cho tan tác. Vương Thông hoảng hốt, vội lưu binh về Đông Quan cố thủ. Tháng 10 năm 1427, 15 vạn quân tiếp viện của nhà Minh do Liễu Thăng và Mộc Thạch dẫn đầu, chia làm hai đạo tiến vào nước ta. Ngày 8 tháng 10 năm 1427, Liễu Thăng ao ạt tiến binh vào theo ải Trị Lăng, nhưng bị nghĩa quân phục kích đánh cho tan tác. Nghe tin cánh quân của Liễu Thăng thất bại, Mộc Thạch hốt hoảng vội rút về Trung Quốc. Vương Thông ở Đông Quan biết đội quân cứu viện thất bại, vội vàng xin giảng hòa và chấp nhận mở hội thể Đông Quan. Ngày 10 tháng 12 năm 1427, hội thể Đông Quan diễn ra. Bình Định Vương Lê Lợi cấp lương bổng tàu thuyền cho Vương Thông dẫn quân về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù, giang sơn thu về một mối. Lý ra, theo đề nghị của rất nhiều các tướng sĩ của mình và nhân dân lúc bấy giờ là đề nghị giết hết quân Minh. Vì quân Minh rất tàn ác và gây bao nhiêu tội ác mà Nguyễn Trãi viết trong đại cáo Bình Ngô là chặt hết trúc. Nam Sơn vẫn không ghi đầy tội ác. Ta hội thề đi và ta đồng ý cho họ rút về đi, an toàn đi. Thì như thế đó là cái quyết định rất nhân đạo và nhất nhân văn. Và cách kết thúc chiến tranh như thế rất tuyệt vời. Và thể hiện cái chủ nghĩa nhân đạo rất cao cả của lãnh tụ Lê Lợi và của nhân dân Đại Việt. Thì tôi nghĩ đấy là cái bài học lịch sử cực kỳ là quý giá. Và không những cho cái thời đó mà cho chúng ta bây giờ tham khảo. 10 năm từ núi rừng Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo đã chuyển biến thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, đánh bại một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, đập tan ách độ hộ 20 năm của phong kiến Trung Hoa, mở ra một thời kỳ huy hoàng cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa lớn nhất của cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn này đấy, tức là đã giải phóng đất nước ta hoàn toàn ra khỏi cái ách đô hộ của nhà Minh. Tức là gì? Tức là chúng ta đấy, bằng những cái nỗ lực phi thường của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn ấy, thì chúng ta đã giành lại được cái nền độc lập dân tộc. Và trên cái nền tảng của cái nền độc lập dân tộc đấy, chúng ta đã xây dựng được một cái vương triều có những cái đóng góp đặc biệt cho cái sự phát triển của đất nước. Tôi nghĩ rằng là Thanh Hóa có thể tự hào về một những cái thời kỳ lịch sử, cái đóng góp của mình cho đất nước. Và đặc biệt chúng ta biết rằng là đến cái thời kỳ mà một trong những con người, một người con của Thanh Hóa đã làm nên cái sự nghiệp rực rỡ, tức là chấm dứt 20 năm đô hộ của giặc Minh. Mà trong lịch sử, như cụ Phan Bội Châu gọi Đức Lê Thái Tổ là vị tổ trung hưng thứ hai sau người thứ nhất là Ngô Quyền. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế ở Đông Đô, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt. Ông chính là người đặt nền móng vững chắc đầu tiên xây dựng vương triều Hậu Lê thịnh trị kéo dài 360 năm, từ năm 1428 đến năm 1788. Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi thì Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, và ông lấy Đông Kinh làm kinh đô. Đông Kinh tức là Thăng Long cũ, để lấy Đông Kinh, hoặc trong Thanh Hóa thì gọi là Tây Kinh. Và vương triều Lê Sơ bắt đầu được xây dựng, được tái thiết và bắt đầu chuẩn bị cho một cái công cuộc phát triển đất nước. Từ khi lên ngôi, Lê Thái Tổ đã chủ trương xây dựng quê hương Lam Sơn thành kinh thành thứ hai của đất nước, gọi là Tây Đô, để phân biệt với Đông Đô. Sau này đổi thành Tây Kinh. Năm 1433, vua Lê Thái Tổ qua đời, được đưa về Lam Sơn an táng. Từ đây, Lam Sơn bắt đầu trở thành sơn lăng của triều Hậu Lê. Sau này, để phục vụ cho hoàng tộc mỗi khi về thăm quê, bái yết sơn lăng,
Điện Lam Kinh dần được mở rộng với quy mô to lớn và bề thế. Qua hơn 600 năm trải qua bao biến cố và thăng trầm lịch sử, giờ đây khu di tích Lam Kinh đã được trùng tu xây dựng lại khang trang, lưu dấu một thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc. Từ khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa cho đến khi xây dựng Đại Việt trở thành một nhà nước phát triển thịnh vượng nhất khu vực Đông Nam Á. Nằm phía sau cùng của quần thể di tích lịch sử Lam Kinh là khu Lăng Miếu đã trường tồn nhiều thế kỷ. Vĩnh Lăng, nơi an táng Vô Lê Thái Tổ, chưa bao giờ ngớt khói hương của hậu thế. Phía trước lăng là hai tượng quan hậu và bốn đôi tượng đá đối nhau, hướng về đường thần đạo để canh gác, trấn trạch mộ phần. Cách đó không xa, bia Vĩnh Lăng, một trong những bức văn bia cổ và đẹp nhất Việt Nam, khắc ghi công trạng của Vô Lê Thái Tổ do Nguyễn Trãi soạn năm Thuận Thiên thứ 6. Nhiều thế kỷ trôi qua, những lời trên văn bia vẫn còn vang vọng, nhắc nhở cháu con về công lao của vĩ anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng chiến tích lẫy lừng của khởi nghĩa Lam Sơn. 605 năm sau ngày Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, trong tâm thức của mỗi người dân xứ Thanh, hình tượng Lê Lai cứu Chúa cùng câu ca 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi vẫn gợi nên niềm xúc động lớn lao về nghĩa vua tôi thủy chung son sắt. Lễ hội Lam Kinh ra đời là để tưởng nhớ công lao của Lê Lợi, Lê Lai cùng các nghĩa sĩ Lam Sơn thuở nào. Hàng năm, cứ đến ngày 21-22 tháng 8 âm lịch, lễ hội Lam Kinh lại tưng bừng diễn ra với quy mô lớn. Trong không khí linh thiêng thành kính, đoàn rước kiệu Lê Lợi và Lê Lai, mỗi kiệu từ 16 đến 18 người mặc trang phục áo đỏ, thắt lưng đỏ, quần vàng, khăn vàng, xuất phát từ đền Vô Lê Thái Tổ về sân điện Lam Kinh hành lễ. Nghi thức đại tế gồm 45 người do ba đội tế nam làng Cham, Lang Tép và Xuân Lam phối hợp thực hiện. Ngoài ra, phần lễ còn nhiều nghi thức công phu được thực hiện bài bản theo lối cổ truyền. Phần hội tưng bừng với chương trình nghệ thuật tái hiện các sự kiện trong khởi nghĩa Lam Sơn như hội thể Lũng Nhai, sự tích Lê Lai cứu Chúa, giải phóng thành Đông Quan. Phần hội còn mang bản sắc riêng với những trò chơi, trò diễn dân gian đặc trưng của xứ Thanh như trò xuân phả, múa rồng, chống hội, dân ca, dân vũ Đông Anh. Tất cả những nghi thức trò diễn ấy đã tái hiện lại không khí bi tráng, hào hùng của một thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhưng chứa chất tinh thần yêu nước sục sôi, ý chí kiên cường bất khuất của ông cha. Hơn 6 thế kỷ, biết bao sự kiện đã lùi sâu vào quá vãng. Thế nhưng, cuộc khởi nghĩa trên đất Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo mãi là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, trong tâm thức của muôn triệu người dân. Hào khí Lam Sơn, hào khí của tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh anh dũng quật cường là bất diệt. Ngày hôm nay, hào khí ấy đang trở thành động lực để các thế hệ cháu con người xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung tiếp bước cha ông xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp